Sáng 7 tháng 6, tại Nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ viếng bà Ngô Thị Huệ, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 1, 2, 3, 4, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương và là phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Mở đầu lễ viếng là đoàn gia đình, họ hàng nội ngoại, thân nhân gia đình đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn khi mất đi người mẹ, người bà hết mực thương yêu. Tiếp sau đó, đoàn Ban Bí thư Trung ương do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào viếng thắp nén nhang tưởng niệm bà Ngô Thị Huệ. Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng chia buồn cùng gia quyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi vòng hoa đến viếng. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến viếng thắp nén nhang tưởng niệm bà Ngô Thị Huệ. Thay mặt Ban Bí thư, ông Nguyễn Văn Nên viết trong sổ tang: với hơn 100 tuổi đời, gần 90 năm tuổi Đảng, từ khi hoạt động bí mật ở Rạch Giá, Trà Vinh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sài Gòn đến khi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương, dù ở cương vị nào, đồng chí Ngô Thị Huệ luôn son sắt, thủy chung, tận tâm tận lực, tận hiến, hết lòng vì sự nghiệp và hình ảnh nét đẹp ngoan cường, chung thủy, sắc son, khí phách của người phụ nữ Nam Bộ nói riêng, tô thắm đức tính phụ nữ Việt Nam, gắn bó máu thịt với nhân dân, với công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh.